À, ở đây đấy, cây trung dâu à, cái quả này có cái quả chậu ghê nhỉ, chậu khổ hay nhìn nặng nề so với cây này quá. Cây cây trung dâu hay sao nhỉ, trả qua tiền đang uống rượu rồi. Nhìn, nhìn ngoài đẹp hơn ở trong ảnh, cái này hết làm sao được, nó không hết được. Ngoài đẹp hơn, những ảnh nó không thấy được những cái sâu, được cái sâu rồi góc cạnh rồi những cái giả, ví dụ như cây kia thế chụp ảnh, chụp ảnh xấu, những cái u nó không không lên được. Cái cây trực ấy, chụp ảnh xấu với đấy, cái thực tế gì đó. Tôi xin điếu anh Hùng ơi, trong ảnh ấy được cái dáng thôi. Xin điếu thuốc thơm rồi hộ, hộ châm hộ em phát châm luôn rồi. Em mượn cái bật lửa này. Ôi. Đó. Sếp thì kinh rồi. Giám đốc đây. Giám đốc. Giám đốc doanh nghiệp. Chỗ này là cây của trung dâu. Đây các bác nhìn thấy cái chậu này là lạ, tất nhiên cái cây này sạch. Cây này cũng là một cây dáng để anh em có cái tư duy lựa chọn. Là một cây thân cốt sạch sẽ, thân bệ cũng được. Chậu này nó không hợp thôi. Chậu này các chậu cũng có tiền đấy nhưng mà không hợp với cây này. Cây này là cây béo, cây lục, mới vật được cái chậu này. Cây này nó gầy mà, sao mà vật được. Kiểu như trông gầy vợ béo đấy, đuôi chuột mấy lò mỡ. Các bác thông cảm, nhiều khi đuôi chuột mấy lò mỡ, cứ gọi ra cây này là đuôi chuột mấy lò mỡ đấy. Xin lỗi là chả biết bao tiền. Cây xéo hay là cần cây cơm nguội này thì anh Trung ấy mang ra nhiều lần rồi. Đấy, cắt ra mới thấy lộ đấy. Cây đấy bao nhiêu anh? 15. Vừa nãy quên mất, ở dưới quên. Bỏ hẳn ra cắt cho đàng hoàng, đổ hơi nghệ thuật đấy. Nghề gốm đấy không đơn giản đâu, hơi kinh đấy. Lại đọc lại số đẹp cho anh em thưởng thức anh. 5 triệu. Đọc số liên hệ điện thoại. 0936 153163. À 5 nhỉ, chứ không phải là 15 đâu. 5 triệu. Nhầm 15 rồi đấy. Đấy, nhà đủ hết rồi đấy. Đủ hết rồi. Nào yêu dáng nghệ thuật thì vào việc. Ôi. Giật cái này là ngọn cái đẹp thế nhỉ? Ờ. Đấy. Vào việc. Chậu đẹp rồi đấy. Chậu này không phải chậu rẻ. Ôi trời ơi, cây này đẹp quá anh Hùng ơi. Muốt. Ngập răng. Không nhìn thực tế nó đẹp nhỉ em nhỉ. Thuyền Phượng Vũ à. Đúng rồi. Đây là Phượng tắm chậu. Ủa chậu. Hơi ngon đấy. Lên đường cho bác mình ra càng rẻ. Được. Hơi ngon đấy. Vào việc. Xe nó chật rồi, đang chật rồi đây. Mấy tiền anh Hùng ơi? Là anh em gì cơ mà. Cho anh em nhé. Như bún. Vào việc, sạch sẽ rồi. Nó đẹp đấy. Đẹp không? Nhưng mà hôm nay hơi vầy. Đẹp mà đủ, trông đẹp đấy. Đấy đi. Vâng, đi nữa ra. Đấy, các bố là nghiên cứu qua tay đấy. Cây đấy nếu không quá cầu kỳ đó nhá, cây là cây hay đấy. Mỗi tội là cái trên nó đóng, ghép cái phần trực ấy. Trực là ghép. Ghép nó một cái giá như thế các bác. À, xem các cụ bắt tay nhau thôi, chứ cây đấy chắc không còn ở đây đâu các bác. Chắc không có cơ hội. Cưa rồi. Vào việc. Rồi,
thằng này quay mạnh lên. Mạnh chứ. Nào đây chắc đi chơi. Đây này 1,5 triệu. À của bác à? Hay quá. 1,5 triệu. Băng dính kinh đấy. Đi cho nó bảo đảm. Mang ít đi chứ. Thế rồi cây chơi, cây hàng đem đi chơi thôi nhỉ. Hàng ai thích rồi. Thì có duyên giao lưu không? Đấy, chính nó là cây mục đích là cho đi chơi chợ. Ừ. Nay gọi là chào đón nắng mới. Đúng. Chứ còn cây này thì phải người biết chơi mới sử dụng được. Hay quá. Bác vì nó hàng nó nghệ thuật, hàng đạt tiêu chuẩn. Vừa có hoa vừa có quả là cây đá nghệ thuật. Nó lại ngồi trúc còn đá. Quá hay. Từ vừa. Cây đẹp mà. Bác đọc số của bác thì anh em biết giao lưu. À, đọc số điện thoại. Không bán như. À không bán à. Không bán mà chơi chợ. À thế thì à, gây thêm gây thương nhớ. À thế không ạ? À? Gây thêm khác. Ok. Bán đi con nó chơi chợ thôi. Với lòng không chào mấy thằng con nó bán cây. Ok bác. Đấy, chợ phải có thế nó mới đẹp. Đúng rồi. Hay quá. Mấy thằng Lê Minh Tuấn hôm nay tóc bạc đi nhiều đấy. Hả? Tóc bạc đi nhiều đấy. Thức đêm nhiều. Thức đêm nhiều. Hôm nay thấy chứng thuốc lại thôi. Ồ, này mới thấy á. Chứ sau thấy thì mời em điếu nhá. Mấy thằng nó bảo chợ hút cho nó oai mà biết gì đâu. Chợ cũng một cây đẹp. Đúng rồi. Cái chợ to thế này mà cũng có cây đẹp hơi quý đó. Đấy. Thì mang cây đẹp cho. Để xem mình kèo cắt xong cây này như nào. Cảm ơn bác nhá. Đây là tai voi. Tai voi. Tai voi ép hình tai chuột. Quay lại cái mặt sau cây này các bác, nhiều khi hơi tào lao cá quên mất, nó thông cảm. Đi chơi các bác nhé, đi chơi cùng tôi nhé. Cắt đừng có tháo ở đấy cái cành. Vào việc. Xong rồi anh ơi. Xong rồi. Nếu mà đem về thì để bốc lại nhá. Thật đấy. Cây này mới đúng không nhỉ? Cây này mới đúng không? Trên trần lâu rồi. Nhưng mà thả nước nó mọc um tùm. Ai không thấy đâu. Nhìn quát này, nhìn cái đường chạy cái sẹo này nó mới đẹp rồi. Đấy. Cắt luôn ngay để đây. Cứ cắt đi. Cắt đi. Lên cho nó bóng nó đẹp. Cái này nuôi lại không mấy đâu. Cắt luôn đấy nhỉ? Cắt đi như cái đấy chẳng cắt nữa. Nuôi vừa tốt lên. Cái này cho cái chậu quạt cũng đẹp đấy. Đấy. Không mua là mua cây gì. Rụt dịt rồi đấy. Chỉ việc chơi đấy. Vừa làm vừa chơi. Nó lên đôn. Bắt tay anh ấy là nó chứ nhỉ. Đấy. Giờ ra bán được, cuối tháng bán được. Thế là gấp bay rồi. Đấy em nó về thôi. Bế quá nhẹ luôn. Đấy, vào việc cái đấy còn vào việc cái gì nữa. Nhìn thấy chưa, thèm chưa? Thấy, bảo các ông mà, bảo các bác. Nó là như thế đấy. Tiếp tục ra đây này. À, giờ nhiều đồ sinh viên quá. Đâu cây nào anh? Đây cái ba cây con đấy. À. Bao giá cây nhỉ? Còn muốn hai củ. Ừ, hai củ. Đấy, lực sĩ lùn. Lùn lực. Hay gọi tắt là lùn lực. Đấy. Cứ thế mà cắt thôi. Thế làm. Chanh Nam Điền. Đây nữa nhỉ. Đá này là bao nhiêu anh? 2 triệu. Đấy. Buổi sáng tỉa răng. Con này bao nhiêu nhỉ? 2,5 triệu đấy. 3 cây chụm lại lên hòn núi cao.
nó tỉ như chúng ta vừa gặp cái đá đấy, đá đấy, ôm đá đấy. Được đấy, tuyệt vời đấy. Chậu của Lê Đình Tuấn vào mấy cái xi tay chuột dáng làng, mấy cái này hợp lắm, hợp lắm, nó có chân mắt và nó mỏng. Đấy, u nền đấy, tay cút rõ đấy, cái này vật xuống nữa đi, vật xuống nữa đi. À, đấy, vật cái tay kia ra cái là rõ ngay. Vẻ là bế về là 2 năm mà không nhận ra, biến kinh. Năm liền, biến khủng kinh. Đấy, chợ búa. Ồ, cây của ông đâu? À, là như vậy, tí nữa sang đấy. Ok không? Mấy cái này vào mấy cái xịt tay chuột dáng làng hợp đẹp lắm. Đấy, mặt sau cái này được. Bắt lên đây, cái này lọc ở đây là ngon. Vít cái này xuống, thấp xuống, nó hơi chụp hoành một tí, đẹp. Đấy, phóng. Cho nó thoát cái vai này ra, vừa gập ở đây. Ờ, anh à, làm vào việc đi anh. Xăm hoa. Có nhắm được cái gì chưa anh?